600g bột mì đa dụng, 400ml sữa tươi, 8 muỗng canh đường, 10g men nở, quậy đều lên, 2 trứng hộp gà, quậy đều lên. Bây giờ tới bước trộn bột như trộn xi măng, là một cái lỗ cánh giữa, xong đổ hỗn hợp vô, trộn đều bột, 1 muỗng canh giấm, trộn đều, cho thêm 100g bột mì vì bột còn nhão. Tiếp tục trộn đều lên, 50g bơ, nhồi bột đến khi không còn dính tay, cuộn tròn bột, cho dầu cho trong thau, rồi cho bột ủ 40 phút, bột nở gấp đôi, nhồi 1 phút, cán mỏng, chét bơ đều, gấp một bên lại, tiếp tục chét bơ, gấp bên còn lại, gấp đôi bột cán một lần nữa, để một nghỉ 20 phút, chia thành 10 miếng. Xin vui lòng làm theo hướng dẫn. Để nghỉ 15 phút, lòng đỏ trứng gà, một ít sữa tươi không đường, quét lên mặt bánh, nướng 180 độ C làm nóng trước 10 phút. Thời gian nướng là 35 phút tùy theo nhiệt độ lò.